do gia đình bà Trương Mỹ Lan không xin lại được biệt thự cổ 700 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, biệt thự cổ tại số 110, 112 đường Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu công ty Mindva và cổ đông của công ty này thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Trong đó tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ số 110, 112 đường Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Lan, biệt thự cổ này thuộc sở hữu của công ty Minerva, nhưng thực ra do mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng. Bà Lan giải thích biệt thự cổ là di tích không thể mua bán nên đề nghị không kê biên mà giao lại cho gia đình để bảo tồn. Về đề nghị trên của bà Lan, án sơ thẩm nêu biệt thự cổ 110-112 đường Võ Văn Tần đang thuộc sở hữu của công ty Minerva, chưa thu giữ được sổ đỏ. Hiện bà Chu Việt Phấn, con gái bà Trương Mỹ Lan, có đơn đề nghị xem xét hủy bỏ biện pháp kê biên và cho rằng tiền mua do các cổ đông của công ty Minerva góp. Hội đồng xét xử xét thấy các cổ đông của công ty Minerva thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, cổ đông của công ty Minerva gồm công ty cổ phần tập đoàn Horizon do bà Chu Duyệt Phấn đại diện chiếm 48% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạng Luminance do ông Trương Lập Hưng là cháu Trương Mỹ Lan đại diện chiếm 26% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạng Radian do vợ của Trương Lập Hưng đại diện chiếm 26% vốn điều lệ. Hội đồng xét xử xác định đây thực chất là tài sản của bà Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà trong toàn bộ vụ án. Tài sản này Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng.